chào mọi người. Thì bây giờ mình đang ở Hai Di Lao ở Singapore. Thì ở đây có chút khác biệt so với ở Hồ Chí Minh, đó là ở nước sốt. Em lại lẫn nước sốt. Dạ ok. Cái này là mình có order 4 loại súp. Một cái là súp cà chua nè, xong rồi cái này là súp collagen, còn này là peju, còn mala. Cái này mala hả? Cái này là ớt. Mala là peju. Cái là ớt hả? Thì ở hay là ở Hồ Chí Minh đó thì cũng có mấy cái loại nước này, nhưng mà không có cái loại mà tên là peju này. Nhưng mà ở đây á, mình thấy là ngon hơn, hương vị rất là đặc biệt, ngon, đậm đà hơn so với ở Hồ Chí Minh. Và điều đặc biệt là món sốt này. Cái này là sốt hải sản. Sốt hải sản. Sốt ăn, sốt để ăn hải sản á. Sốt Thái. Rất là ngon luôn á. Ở Hồ Chí Minh không có. Chua chua cay cay ngọt ngọt á. Giống như là muối ớt xanh của mình á, đúng không? Mình thấy là ở Hồ Chí Minh hay là rẻ hơn nhiều so với ở đây. Thì bây giờ là sôi rồi, mình sẽ ăn thử xem nó có giống như ở Hồ Chí Minh không nha. Đầu tiên là sẽ uống thử nước này. Để ta uống thử. Ta thử thêm cái nước. Cái này là mình gọi là nước collagen. Cái mùi vị á, nó như là sâm vậy đó, đúng không? Có mùi vị như sâm hay là... Không phải thuốc sâm. Mùi vị hầm thuốc bắc. Thuốc bắc. Không, thuốc bắc á. Hay là mày gọi lộn rồi đúng không? Đâu để lộn. Thuốc bắc hả? Không phải collagen. Mà mình gọi lộn rồi đó. Hay mình gọi lộn nước rồi. Nhưng collagen nó đục hơn đó mày ơi. Gà ác tiềm. Cái này là gà tiềm thuốc bắc á. Mình gọi lộn rồi, đó là mình gọi collagen nhưng mà mình đã phải. Ở đây là lẩu cà chua. Ở đây mình thấy là lẩu cà chua ngon nhất. Thôi mà mày chưa ăn không? Ở hay ở Hồ Chí Minh đúng không? Ăn rồi hả? Đậm đà hơn nhiều mà thơm hơn nữa. Giờ mình sẽ thử. Giờ mình thử cái loại này. Đây là peju. Thử đi, mày chưa ăn lần nào luôn á. Đây là nước gà. Rất là ngon. Béo. Béo hả? Béo. Giống như là gà vậy. Hầm gà hay heo mày? Gà. Gà. Giống như là tủy heo, tủy gì đó. Nước xương. Nước xương vậy á. Cái này là rất là cay nè, mình sợ quá. Cái này, dầu này các bạn. Wow. Đi. Tao lấy. Tại vì mày ấy dầu nè. Mày cay không? Cay sốc.
không cay mặn ớt cái thật sự luôn mà. Ê, cay nhưng mà cái này là các bạn có thể dặn dặn cái mức độ cay với lại cái dầu được, thì bọn mình đã dặn là ít ít cay và ít dầu hơn thì nó cũng không cay nhiều lắm đâu, vẫn ăn được, rất là thơm. Nó mùi vị của ớt. Mùi vị. Ủa, ăn đi. Ê, tăng ta chạy. Nè, đúng là nước chấm thần thánh luôn á. Okay, okay, thank you. Cái này là đậu hũ. Ủa, sao là mà là hả? Mà la hả? Đây là tiếng Trung hả? Mà la là tiếng Trung. À. Cây. Màu tiếng Anh là si si chu. Cũng là lẩu tên gì thôi. Dạ, ok. Dạ. Cái này là tôm thôi. Ok, thank you. Tôm. Nhà phải đợi cho nó sôi lên nữa mới được ăn. Trời ơi, cái nước cà chua này ngon luôn á. Rồi. Trong cái bốn lẩu này á, thì một lẩu cà chua là ngon nhất. Sau tới đó là lẩu Beiju. Sau đó là tới hai cái này giống nhau. Bằng vị trí. Cái nước lẩu này nè, bạn nào mà thích ăn chua á thì gọi món này là ngon à. Ngon hơn lẩu Thái luôn. Nước nước sốt cà chua nước. Còn cái này hầm thuốc bắc. Ai muốn ăn cho khỏe, tốt sức khỏe nè, con này ai ăn cay được nè. Còn này thì tốt sức khỏe. Cái này rất là béo nha. Nước rất là nó đục giống như là sữa đậu nành như. Nhưng mà mùi vị rất là thơm và béo. À, còn này là đậu hũ. Đậu hũ kia là các bạn nhúng vô nước bốc lên liền luôn, xong mà ăn rất là ngon. Tỏi. Ngon quá. Mùi vị rất là đậm đà. Đậm mà nó thơm nữa. Ngon. Mình thấy hơn hẳn nhiều ở Hồ Chí Minh. Ê, tôm chứ ăn được rồi ha. Được. Tôm. Tôm xay nhuyễn. Còn nước chấm cay quá. À, thịt nãy giờ, ủa bỏ thịt vô chưa? Thịt nè
Mình thấy ở đây á, giá của thịt bò, thịt heo bằng nhau các bạn ơi. Một dĩa thịt bò cũng 20 đô, thì dĩa thịt heo cũng 20 đô luôn. Có thể thôi được đó. À, ở đây nó có order một nửa, nửa dĩa và một dĩa. Nửa dĩa thì rẻ hơn, có nửa tiền thôi. Nhưng mình có thể ăn được nhiều món, chọn nhiều món hơn đúng không? Ăn rau. Này là rau cải. Này là cải, cải. Cái này là rau gì á nhỉ? Bó xôi. Giống rau bó xôi của mình á. Đúng không? Đây rau bó xôi mà. Mày biết rau bó xôi mà đúng không? Ủa mình bẻ phải bẻ. Và đây là thành quả của bọn mình ngày hôm nay. Ăn rất là ngon, rất là ngoãn miệng. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Chào tạm biệt.